Chào các em học sinh khối lớp 3, hôm nay cô hướng dẫn các em bài toán nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số. Cô có phép tính 1427 nhân 3. Dựa trên những kiến thức mà các con đã được học, các con hãy đặt tính vào vở và thực hiện phép tính này nhé. Cô có cách đặt tính như sau. Ta viết số 1427, sau đó ta viết số 3, sao cho số 3 thẳng cột với hàng đơn vị. Viết dấu nhân ở giữa hai số rồi kẻ đặt tính. Thực hiện phép tính từ phải sang trái, ta nhân từ hàng đơn vị sang hàng chục, sang hàng trăm và sang hàng nghìn. 3 nhân 7 bằng 21. Viết 1, nhớ 2. Ở đây có nhớ 2. Chúng ta vừa nhân ở hàng đơn vị, vậy chúng ta sẽ nhớ 2 sang hàng liền kề, liền trước là hàng chục. 3 nhân 2 bằng 6, 6 thêm 2 bằng 8, viết 8. 3 nhân 4 bằng 12, viết 2, nhớ 1. Ở đây chúng ta có nhớ 1. Chúng ta vừa nhân xong ở hàng trăm, vậy sẽ nhớ sang hàng liền trước là hàng nghìn. 3 nhân 1 bằng 3, thêm 1 bằng 4, viết 4. Cô và các con sẽ cùng nhau nêu lại cách thực hiện phép tính này nhé. Ta thực hiện phép tính nhân từ phải sang trái, nhân từ hàng đơn vị sang hàng nghìn. 3 nhân 7 bằng 21, viết 1, nhớ 2. 3 nhân 2 bằng 6, thêm 2 bằng 8, viết 8. 3 nhân 4 bằng 12, viết 2, nhớ 1. 3 nhân 1 bằng 3, thêm 1 bằng 4, viết 4. Vậy 1427 nhân 3 bằng 4281. Chúng ta vừa thực hiện xong phép tính nhân. Các con hãy quan sát phép tính này và cho cô biết con có nhận xét gì nào. À, đây là phép nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số. Con còn nhận xét gì nữa không? Trong phép tính nhân này, chúng ta đã nhớ 2 lần ở hàng chục và hàng nghìn. Vậy thì các con nhớ, khi thực hiện những phép tính nhân có nhớ, chúng ta sẽ nhớ sang hàng liền trước nó. Chúng ta vừa thực hiện xong phần nội dung chính, bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau sang phần luyện tập để rèn luyện thêm nhé. Bài 1. Tính 2318 nhân 2, 1092 nhân 3, 1317 nhân 4, 1409 nhân 5. Các con sẽ thực hiện 4 phép tính này, lưu ý là chúng ta sẽ viết số cho thẳng cột và khi thực hiện phép nhân có nhớ, chúng ta sẽ nhớ sang hàng liền trước nhé. Bài 2. Đặt tính rồi tính. A. 1107 nhân 6, 2319 nhân 4. B. 1106 nhân 7, 1218 nhân 5. Các con sẽ đặt tính 4 phép tính này rồi tính như bài 1 nhé các con. Bài 3. Mỗi xe chở 1425 kg gạo. Hỏi 3 xe như thế chở bao nhiêu kg gạo? Các con hãy dùng thước và bút chì. Các con sẽ gạch một gạch dưới những gì mà đề bài cho, gạch hai gạch dưới những gì mà đề bài hỏi mình nhé. Đề bài cho ta biết gì nào? Đề bài cho ta biết mỗi xe chở 1425 kg gạo. Mỗi xe ở đây chính là một xe. Một xe chở 1425 kg gạo. Đề bài cho ta biết có mấy xe vậy các con? Đề bài cho ta biết ở đây là có 3 xe như thế. Vậy đề bài hỏi gì ta nào? Đề bài hỏi, hỏi 3 xe như thế chở bao nhiêu kg gạo?
Vậy bây giờ các con hãy quan sát và cho cô biết bài toán này thuộc dạng toán nào mà chúng ta đã học nào? À, nó thuộc dạng toán gấp lên một số lần. Vậy dựa vào những kiến thức mà mình đã học, các con tự giải bài toán này nhé. Bài 4. Tính chu vi khu đất hình vuông có cạnh là 1.508m. Đề bài cho chúng ta biết khu đất hình vuông này có cạnh dài 1.508m. Đề bài hỏi gì vậy các con? À, đề bài yêu cầu chúng ta tính chu vi khu đất hình vuông này. Ở bài toán này các con đã lâu lắm rồi, các con chưa học, chưa làm lại, nên hôm nay trước khi làm cô và các con sẽ cùng ôn lại một tí xíu nha. Khu đất này có hình vuông và người ta yêu cầu mình tính chu vi khu đất hình vuông. Để tính chu vi khu đất hình vuông thì chúng ta sẽ áp dụng công thức nào nè? À, chúng ta sẽ áp dụng công thức quy tắc tính chu vi hình vuông nha các con. Vậy muốn tính chu vi hình vuông theo các con chúng ta sẽ làm gì? Muốn tính chu vi hình vuông chúng ta lấy độ dài một cạnh nhân với 4. Đến đây các con đã nhớ bài chưa? Các con sẽ tự giải bài tập này nhé.